xin chào quý vị và các bạn. Chưa tìm được nhà thầu thi công nhà ga sân bay Long Thành, ACV tiếp tục lùi thêm thời gian một tháng nữa để tìm cho ra được nhà thầu. Những tuyến đường cao tốc đến đường sắt nào sẽ kết nối với sân bay Long Thành trong giai đoạn hoàn thiện? Như vậy là cuối cùng kết quả đi tìm nhà thầu thi công nhà ga sân bay Long Thành lần 3 đã có được đáp số mà ai cũng dự đoán được. Không có gì bất ngờ là quay lại từ đầu đi tìm. Đáng lẽ theo như kế hoạch mời thầu lần 2 thì ngày 28 tháng 3 hôm nay sẽ mở thầu gói thầu nhà ga hành khách. Nhưng không có nhà thầu nào được sướng tên vào vòng trong cả. Thay vào đó, ngày 27 tháng 3, tức trước thời gian mở thầu một ngày, chủ đầu tư ACV đã chính thức thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu thêm một tháng nữa, tức tới 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023. Còn thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật từ 10 giờ cùng ngày. Như vậy là hành trình tìm nhà thầu nhà ga hành khách thực sự vô cùng gian nan, trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng ban đầu, vì tưởng giá gói thầu hơn 1,5 tỷ đô hơi bị thơm, sẽ thu hút nhiều nhà thầu quốc tế. Nhưng cuối cùng tìm mãi, hết lần này đến lần khác tăng thời gian tìm kiếm, nhưng nhà thầu thì lặng đâu mất. Đặc biệt trong lần gia hạn này có thêm một chi tiết mới, được coi là lối mở cho gói thầu, nó có thể gỡ được thế bí cho các lần tìm kiếm trước, đường xưa lối cũ đã tắt thì không theo nữa. Theo đó, thời gian thực hiện gói thầu được điều chỉnh tăng từ 33 tháng lên 39 tháng. Thời gian tính cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ Tết theo quy định của Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Đây cũng chính là thời gian được các bên bàn luận lâu nay, nó cũng là thời gian phù hợp với thực tế hơn nhiều. Sở dĩ ACV phải quyết định tăng thời gian xây dựng hạng mục nhà ga hành khách, vì nhiều nhà thầu khi đấu thầu lo ngại, thời gian thực hiện gói thầu 33 tháng là quá ngắn, ai mà làm cho nổi. Và thời gian trên cũng được chính phủ đồng ý. Như vậy, thời gian hoàn thành giai đoạn một công trình thế kỷ, cũng sẽ phải lùi từ năm 2025 sang năm 2026. Đây là tin tốt đẹp cho chủ đầu tư, và cũng phù hợp với ý muốn của nhà thầu từ ban đầu. Gần như tương đương với thời gian thi công thực tế, tại các công trình có quy mô tương tự trên thế giới. Và không biết thời gian tới, sau một tháng nữa sẽ như thế nào, nhưng nếu lại tiếp tục gia hạn nữa, bởi lòi ra các điều kiện khó khăn khác thì thật khó ăn khó nói khó ở vô cùng. Tiến độ thì gấp rút, nhưng tìm thầu mất khá nhiều thời gian mà không ra việc, làm trượt rất nhiều so với dự kiến theo kế hoạch. Còn trước đó theo ý kiến chọn thầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói, sân bay Long Thành là công trình thế kỷ, phải chọn được những nhà thầu xứng tầm, đã từng làm công trình có tiếng thế giới. Do đó, cần tính toán làm sao để thu hút được các nhà thầu đó, không để các nhà thầu có năng lực lẹt đẹt vào làm. Đây cũng là dự án trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng sự kiện rất lớn nhưng đáng tiếc do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên tiến độ chọn nhà thầu rất chậm. Trong đó có việc thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc đấu thầu lại nhiều lần. Chính ACV cũng thừa nhận, do chủ quan, do tiến độ gấp nên ACV cũng chưa dự báo hết tình hình thị trường. Còn một điểm bất cập nữa, theo ACV thì việc đấu thầu quốc tế theo các quy định sử dụng nguồn vốn trong nước cũng gặp những hạn chế do vướng mắc giữa quy định trong nước cùng các thông lệ quốc tế. Cụ thể là theo quy định mẫu hợp đồng các gói thầu sử dụng vốn trong nước, có điều khoản, giá trị quyết toán công trình cuối cùng là giá trị sau khi được kiểm toán nhà nước và thanh tra chính phủ thực hiện kiểm toán, thanh tra. Trong khi đó, với các nhà thầu quốc tế, giá quyết toán gói thầu lại dựa trên quá trình thương thảo hợp đồng ngay từ lúc ký hợp đồng. Gói thầu quan trọng nhất của giai đoạn 1 đang rất chậm, nhưng các gói thầu khác hiện đang thi công ở dự án, đang làm ngày làm đêm, tiến độ đang tăng tốc. Tận dụng thời tiết khô ráo, các nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng để rút ngắn tiến độ cho công việc này. Đến giữa tháng 3 năm 2023, tổng khối lượng đào đắp đã đạt hơn 60 triệu mét khối đất. Trung bình khối lượng trong những ngày cao điểm đạt đến 450.000 đến 500.000 mét khối một ngày. Số lượng máy móc, nhân sự hiện có tại công trường đã đạt 1.864 máy móc và 2.630 nhân sự để triển khai thi công theo kế hoạch. Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2 và 4, đảm bảo có mặt bằng khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong thời gian tới. Do vậy, trên công trường rộng hàng nghìn hecta, đã có hàng ngàn nhân công, xe máy thiết bị tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ đào đắp khắp nơi, tạo nên khung cảnh đại công trường đầy nắng và gió.
còn bụi thì bay mịt mù, khung cảnh đất đỏ phủ kín bầu trời như đang trên hành tinh khác. Vì vậy không khí không tránh khỏi ô nhiễm. Nhiều nhà dân sống cách xa tới hàng chục km mà bụi mịn phủ kín ngọn cây, cho tới sàn nhà, bàn ghế, chén đũa được sơn một màu đỏ lè, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt người dân. Như bệnh viêm đường hô hấp ở người già và trẻ nhỏ đã xuất hiện nhiều hơn trước. Theo thông số không khí đo được, khiến nhiều người không khỏi giật mình khi ô nhiễm bụi tại khu vực thi công dự án sân bay vượt chuẩn hơn 18 lần. Công tác chủ yếu hiện nay, chủ yếu là công tác đất, nên việc phát sinh bụi mịn trong quá trình thi công là không thể tránh khỏi. Dù thực hiện nhiều biện pháp như dùng xe bồn tưới nước liên tục, nhưng chỉ giảm được phần nào mà thôi. Cảnh lốc xoáy cuốn bụi bay mù trời bay đi khắp nơi, như vòi rồng hút bụi khi gặp gió như thế này không khó để gặp thường xuyên ở công trường. Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 1 trệt và 3 tầng. Nhà ga thiết kế với công nghệ tiên tiến đã được áp dụng tại các sân bay lớn, được đưa vào khai thác như nhà ga T2 Incheon, Hàn Quốc, New Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhà ga T4 Changi của Singapore, theo các tiêu chí thông minh, hiện đại, tiện nghi cho hành khách, khai thác hiệu quả và thân thiện môi trường. Sẽ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn Big Data, Internet vạn vật ở hầu hết các khâu trong quá trình khai thác cảng như hệ thống tự làm thủ tục hành khách, xuất nhập cảnh, giúp dự đoán chuyển động của hành khách để đưa ra những thông tin đề xuất nhằm tối ưu hóa luồng khách hoặc phân bổ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu hành khách thay đổi và phục vụ vận hành kiểm soát an ninh an toàn. Với vị trí chiến lược trọng yếu an ninh quốc phòng của vùng, đây cũng được xem là sân bay thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết rất nhiều cho trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, dù nằm ở Đồng Nai và cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là 43 km. Giai đoạn 1 phục vụ 25 triệu hành khách mỗi năm. Nhà ga bố trí theo dạng tập trung, sẽ có 3 cánh bao gồm 64 vị trí đỗ. Trong đó có tới 40 vị trí đỗ kết nối trực tiếp với cầu ống lồng và 24 vị trí đỗ xa đi bằng xe buýt. Cũng giống như các sân bay quy mô khác, khi sân bay đảm bảo cho cả mục đích dân dụng và cho nhiệm vụ quốc phòng. Với diện tích đất quốc phòng được quy hoạch lên tới 1.050 ha, trong đó có tới 570 ha được bố trí dùng riêng cho nhiệm vụ quốc phòng. Vị trí các công trình này nằm ở 4 góc của cụm cảng hàng không như hình. Và trong khi sân bay Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, từ số 1 đến số 4, thì riêng phạm vi đường cất hạ cánh số 4, bao gồm cả đường lăn đường nhánh, có tới 470 ha dùng chung với sân bay dân dụng, được phục vụ cho các hoạt động quân sự như bay huấn luyện, thực hiện tác chiến. Trong giai đoạn hoàn thiện, sân bay Long Thành sẽ được kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông chính, ngoài các tuyến đường bộ hiện hữu được bôi đen hiện nay như cao tốc Long Thành Dầu Dây hay quốc lộ 51. Trong tương lai sẽ có thêm xây dựng các tuyến mới như cao tốc Bến Lức Long Thành để bà con ở vùng phía nam thành phố Hồ Chí Minh và người dân ở đồng bằng sông Cửu Long được đi lại thuận tiện, tới cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rồi tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện đang được thi công dự kiến hoàn thành vào 30 tháng 4 tới, sẽ kết nối cho vùng Nam Trung Bộ đi lại thuận tiện. Tiếp tục đường vành đai 4 để kết nối với khu vực Tây Nguyên xuống sân bay. Và cuối cùng sẽ có đường tỉnh lộ 25C, hướng kết nối khác của thành phố Hồ Chí Minh qua cầu Cát Lái. Bên cạnh các tuyến đường bộ cao tốc chạy tứ tung kết nối khắp mọi miền, thì sân bay Long Thành sẽ có thêm các tuyến đường sắt kết nối như tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành. Hai tuyến này sẽ chạy xuyên tâm đi qua 4 nhà ga sân bay. Ngoài ra còn có thêm tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu đi ngoài rìa sân bay. Còn trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành chỉ có kết nối trực tiếp với đường bộ. Sẽ sớm được đầu tư xây dựng gồm tuyến đường T1 có chiều dài 3,8 km, quy mô 6 làn xe. Sẽ có điểm đầu từ cổng phía tây sân bay Long Thành, kết nối với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, quốc lộ 51 và điểm cuối khớp nối với đường tỉnh 25C. Đây cũng là tuyến đường chính sẽ phục vụ cho quá trình thi công dự án sân bay giai đoạn 1. Nhưng hiện nay chưa được thi công nên giải pháp trước mắt là sử dụng hương lộ 10 làm đường công vụ tạm. Tuyến số 2 dài 3,5 km với quy mô 4 làn xe. Có điểm đầu giao với tuyến số 1, kéo dài song song với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và điểm cuối giao với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện hai tuyến này thì công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, đang khẩn trương hoàn thiện thẩm định để triển khai công tác phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công trong quý 1 năm 2023.
Hình ảnh cuối các bạn cùng nhìn lại. Nội thất bên trong sân ga được thiết kế hiện đại thân thiện môi trường, lấy theo hình tượng hoa sen nở cho sự khởi đầu.